Hello, chào các bạn. Hôm nay cái bông xương rồng á, màu trắng nó nở nè các bạn ơi, giống như là hoa bông sứ vậy đó. Nó nở cái bông to ơi là to luôn các bạn. Mình chia sẻ cho các bạn thấy nha, để các bạn mua cái cây xương rồng này về trồng mà nó ra bông, tới thường năm nào nó cũng có bông nha, cỡ tháng 7, cuối tháng 7 đầu tháng 8 là nó có bắt đầu ra bông rồi đó. Đó, các bạn thấy như cái bông của nó à. Wow, nó màu trắng mà ở trong nó có xanh ở trong á. Cái gì á? Màu xanh lá cây á. Đó, các bạn thấy chưa, nó có màu đẹp. Đây nó bắt đầu nó mới nở có một bông à. Nhưng mà nó đang còn bông à. Nó còn đang còn nụ bông nhiều lắm nè. Mai mốt nó nở nữa nè các bạn ơi. Nó có nở nhiều bông, mình quay cho các bạn coi nha các bạn. Đó, cái bông xương rồng đó, nó nở hồi sáng á, hồi sáng sớm hồi khuya á, nó giữ được 2 ngày á, giữ được 2 ngày thì nó tàn. Đó, mời các bạn thưởng thức nha, cái bông xương rồng trắng này đẹp chưa, chưa giống cái bông quỳnh dễ sợ luôn á. Các bạn thấy đi chợ thấy cái loại xương rồng này á, cao cao dài dài này nè. Đó, cái cây dài dài cao cao như vậy nè. Mua về trồng nha, cho nó nở bông đẹp nha. Mấy cái loại kia thì không có cái bông đẹp như cái loại này đâu. Cái loại này bông đẹp á. Này cũng nhiều bông á. Chừng mấy ngày nữa nó nở hết bông luôn á các bạn. Hello Angel, xin chào các bạn. Hôm nay cái bông xương rồng trắng á, giống như hoa quỳnh vậy, nó nở được 5 bông luôn, đẹp quá chừng luôn, đẹp ơi là đẹp. Angel chia sẻ lại cho các bạn ngắm nha, các bạn ngắm coi cho nó thoải mái đầu óc nha các bạn, thư giãn. Hôm nay nó nở 5 bông, nó nở đâu hồi khuya á. Cái này loại quỳnh, nó giống như loại quỳnh, nó nở hồi khuya, nhưng mà cái bông xương rồng nó giống như cái bông quỳnh mà nó đẹp, quỳnh mà quỳnh bông lớn á, nhưng mà nó nở bự ghê chưa, đẹp ghê chưa các bạn. Tháng này là bắt đầu mùa của nó nè, nó nở, bắt đầu nó nở lai rai á các bạn. Wow, cái bông nó đẹp ghê chưa các bạn. Mình quay lại gần cho các bạn thấy cái hình cái bông của nó nha. Ở trong nó có màu xanh lá cây, không có nhụy của nó đó, nó có màu xanh lá cây đẹp ghê á các bạn ơi. Wow, 5 bông luôn, bông nào cũng lấy nó to, nó bự dễ sợ luôn á. À, các bạn thưởng thức nha. Wow, bông quỳnh, bông xương rồng chứ không phải quỳnh, mà giống như bông quỳnh á. Cái này bông này cũng lạ quá mà cũng đẹp quá. Nhiều khi mấy cái xương rồng kia nó đâu có ra bông đẹp giống như cái xương rồng này. Đó, cái cây xương rồng của nó đây nè các bạn. Cây xương rồng nó dài dài á, nó cao, nó dài, nó một cổng nó lên, cao lên vậy á. Đó, các bạn thấy không, bông xương, cái cây của nó giống vậy á. Các bạn thấy mua về trồng để coi bông đẹp nha các bạn. Nó hoa xương rồng bữa nay nó nở rộ luôn, 5 cái bông luôn, rỡ 5 cái bông luôn, để tới gần từ bông cho các bạn ngắm nha. Các bạn ngắm mấy cái bông của nó nha. Wow, cái bông của nó màu trắng, bông trắng, cái nhụy thì xanh xanh, cái đài của nó thì màu vàng vàng một chút. Đó, 5 cái bông của nó đó các bạn. Wow, đẹp ghê chưa.
Một cái bông bự nè, hai cái bông bự nè, ba cái bông lớn nè, bốn cái bông nè, đó đẹp kia chưa các bạn? Mời các bạn thưởng thức nha. Em chưa chia sẻ với các bạn thấy, các bạn thấy cái bông này các bạn mua về trồng cho nó đẹp nha các bạn, nó nở bông đẹp quá, một năm nở có một lần à, khoảng tháng 7 tháng 8 này nè. Wow, bông nó đẹp phải chưa? Các bạn thưởng thức cái bông quỳnh nha, năm bông hôm nay nở năm bông một lần luôn. Wow, đẹp ơi là đẹp. Đây là con công của nhà mình đây, những con thú cưng của nhà mình đây, những con thú cưng của nhà Angel đây. Đây con chó nè, mấy con chó này các bạn, những con thú cưng của nhà Angel đó. Con công này các bạn, Halinbird này các bạn. Đây, đây là cái cây chuỗi ngọc này các bạn ơi, bữa nay nó nở bông rồi nè này các bạn, đẹp cái chưa, bông của nó đẹp cái chưa các bạn. Đó cái cây 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 chuỗi ngọc đã nở bông rủ xuống giống như là một sâu chuỗi vậy, rồi mai mốt á, nó thành trái màu vàng đó các bạn, thành trái màu vàng nên ta kêu là hoa chuỗi ngọc đó. Bạn thấy chưa, đẹp cái chưa? Hoa chuỗi ngọc đó. Đây là cái con chim nè, con chim nè, con chim màu xanh nè. Cái con này là con chim màu xanh đang ở trong vườn đó. Mời các bạn thưởng thức nha. Đây con chim màu đỏ nữa này các bạn, con màu đỏ nữa nè. Con này trong mấy cái công viên sở thú đồ đó, nó có từ đàn á. Hai con nè, hai con nè, con xanh con vàng, con xanh con đỏ nè đó. Hai con đứng dưới hoa 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 trắng nè, hoa xương rồng trắng nè các bạn. Ồ, cảnh cảnh hoa nở đẹp ghê ha, dễ thương quá các bạn ơi, mời các bạn thưởng thức thư giãn nha. À, những cái hoa trong vườn nè, những cái hoa, những cái con thú trong vườn nhà yên trời này các bạn, bông nó nở đẹp buổi sáng, buổi sáng đầu tháng 8 bông nó nở đẹp. Mời các bạn thưởng thức nha, mấy cái bông nè, mấy bông nở quanh vườn. Cái kia nó chưa nở đó. Thank you.
Hôm nay hoa 10 giờ nở bông nè, bắt đầu hoa 10 giờ nở rồi nè các bạn ơi. Hoa 10 giờ nở bông đẹp hay chưa? Cái màu hột gà. Cái màu hột gà của hoa 10 giờ. Đó. Hoa 10 giờ thêm hoa angel ở ngoài sau nữa. Đẹp hay chưa các bạn? Hoa bông không là bông, không là bông á. Hoa 10 giờ hoa angel nở bông đẹp quá. Mời các bạn thưởng thức nha. Những cái hoa ở dưới landscape nè, những cây Phật thủ này hôm nay nó ra bông nhiều quá. Cây Phật thủ nó ra bông nhiều quá mà chưa thấy đậu trái gì hết các bạn ơi. Đó. Cái hoa trắng nè, hoa trắng này nó thơm á. Bữa nay nó nở lại rồi này các bạn, đẹp ghê chưa? Bữa nay hoa trắng nở lại rồi, quá là đẹp luôn á. Đó, cái cây treo này bữa nay nó ra lớn rồi chưa các bạn? Cây treo này, một cây này, cây bự nè, cây bít nè, khổng lồ. Chậu bự bữa nay nó ra nguyên chậu luôn, nó thòng xuống đẹp cây chưa? Đẹp cây các bạn ha. Mời các bạn thưởng thức nha. Những cái cây đẹp nè.